Có người bị lạc kia. Giúp tôi với. Ui, chị có sao không? Mau gọi cấp cứu. Đây, bác sĩ tới rồi. Chị bị nặng đấy, mau đến bệnh viện để kiểm tra. Phụ tôi đỡ chiếc xe dậy. Không, để đến đấy, tôi không đi đâu cả. Chị là bác sĩ, chị phải giúp tôi. Chị mau chụp đi, chụp cả xe vào. Tôi cần đăng lên mạng trước đã. Mau giúp tôi đi. Cô là bác sĩ, còn đứng đó nhìn à? Mau tự tác chia sẻ cho tôi đi. Anh này chắc chắn được nhiều like, được nhiều tin. Chị cần tôi giúp gì không?